F0 ăn 6 loại thực phẩm này đảm bảo cơ thể mau phục hồi. Khi chẳng may bị nhiễm F0 thì cơ thể và hệ miễn dịch bắt đầu hoạt động để kháng virus và đẩy virus vi khuẩn ra ngoài cơ thể. Vì thế, cơ thể rất cần năng lượng cho hoạt động này. 6 loại thực phẩm sau đây sẽ giúp bạn đẩy virus ra ngoài nhanh hơn và mau được lành bệnh. Thứ nhất, đó là súp gà có đủ các chất dinh dưỡng như đạm, chất béo và vitamin. Thứ hai là món nước dừa rất giàu chất điện giải, giúp bù nước nhanh cho cơ thể và hạ sốt rất hiệu quả. Thứ ba là món nước canh rau thịt, vừa chứa nhiều đạm từ thịt, chất xơ và vitamin từ rau, đồng thời bù được nước cho cơ thể, lại rất dễ ăn và không bị khô. Món thứ tư là trà thảo dược, vừa chứa một số vitamin và khoáng chất, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra còn có tác dụng thông mũi diệt khuẩn, làm dịu cổ họng và đỡ đi tình trạng ho khan dai dẳng. Loại thực phẩm thứ 5 chính là tỏi, vốn nổi tiếng là chất có khả năng chống oxy hóa và ngừa ung thư. Không chỉ thế, tỏi còn có chứa chất diệt khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn chặn sự phá hoại của virus vi khuẩn vô cùng hiệu quả. Thực phẩm cuối cùng đó chính là gừng. Gừng có tính giải nhiệt cao, làm ấm cơ thể, giúp mũi họng đều được thông thoáng. Sử dụng gừng dưới dạng trà hoặc nước ấm sẽ giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn, phòng ngừa và đẩy lùi được virus xâm nhập cơ thể nhanh hơn các bạn nhé. Nếu bạn hay người thân của bạn chẳng may mà bị nhiễm F0 thì hãy ngay lập tức sử dụng 6 loại thực phẩm vàng này nha bạn. Thuận chúc bạn và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an để vượt qua mùa dịch. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.